À, lô anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là chủ nhật cuối tuần rồi, thì cũng chúc anh em một ngày chủ nhật cuối tuần thật vui vẻ ha. Rồi thì ngày hôm nay cũng sẽ là ngày thứ ba tuần 3 từ khi mà ra Sanji hắc ẩn ha anh em. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi là điểm qua một số cái sự kiện của tuần, và cũng như là có một cái này khá là quan trọng hả, đó là up mấy cái Goma anh em ơi. Thì hiện giờ Goma đang ngốn cái tài nguyên của mình rất là nhiều luôn em. Cụ thể đó là những cái con food 10 sao anh em. Đó, ngày hôm qua thì cũng đã có ngồi là gộp mấy con food lại thì cũng được gần một chục con là food 10 sao anh em. Nhưng mà nó vẫn đang rất là thiếu hả anh em. Đang rất là thiếu. Nên là vừa thiếu là food 10 sao nè, rồi vừa thiếu luôn cả mấy cái đá tím nữa anh em. Thì bây giờ á, cái mẹo để anh em kiếm đá tím á thì chúng ta chỉ cần ghép tướng anh em ơi. Ghép lên một con 6 sao đó cho chúng ta là 1.000, hơn 1.000 cái đá cường hóa tím anh em. Thì cái đá cường hóa này anh em dùng để đổi mấy con food 10 sao ở bên cái phần đổi của tuần này anh em. Đó thì chúng ta sẽ được một vài con nữa ha. Để mình coi là mình được bao nhiêu anh em. Ngày hôm nay thì sẽ up cho con Billet lên cái Goma 2 anh em ơi. Ơi Goma 2, đúng rồi, Goma 2 đây anh em. Đang thiếu để mình coi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con anh em. Bây giờ thiếu một con nữa là mới lên được anh em. Nó rốt ngốn rất là nhiều cái tài nguyên của mình luôn anh em. Nên là ngày hôm nay ráng cố gắng lên thêm một con nữa. Và cũng như là khi mà lên Goma thì sức mạnh của Billet này nó sẽ khác anh em. Nó sẽ khác rất là nhiều luôn ấy. Rồi ok, để mình nhận những cái phần quà đợt này đi. Coi còn đổi được bao nhiêu anh em ha. Tuần này thì mình đã nói rồi ha, không có chơi event nhiều anh em ơi. Tích lại để qua cái sự kiện tuần sau chơi. À, chúng ta có thể lấy sô-cô-la để đổi thêm cái đá cường hóa nè. Nếu mà anh em mà là không đủ ấy, chúng ta có thể đổi cho anh em. Đây, một phát được quất 10.000 nè. À, để anh em lấy sô-cô-la để anh em đổi mấy cái đá này. Nếu mà anh em không đủ ha. Rồi, để coi đổi mấy cái con lính chì nè anh em. Ai mình đã đổi 1, 2, 3, 4 4 nè anh em. Đó, con này con thứ 5 nè. Quay, nó đòi tới 16.000 luôn anh em. Đây có 16.000, 22.000 anh em. Bây giờ chắc là mình sẽ mua thêm mấy cái sô-cô-la anh em ơi, quá sang luôn. Mua kiểu này quá sang luôn, nhưng mà phải chịu thôi anh em ơi, chấp nhận thôi sao giờ. Rồi, ok, đổi thêm một con nữa ha, là đủ luôn ha anh em, cho đỡ mất thời gian. Mấy cái con food nó cần 36 con food 5 sao anh em. Nên là chúng ta sẽ kéo xuống dưới đây thì nó sẽ có rất là nhiều ha anh em, rất là nhiều. Trước đó thì mình cũng đã để dành nhiều lắm anh em. Đây, mấy con này cho đi hết luôn đi. Đó, trời ơi, tốn kém anh em ơi. Nói chung là mình tính đi tính lại á, thì mấy cái con food 10 sao bên này á, thì nó cũng bằng với lại anh em lấy mấy cái con food nhỏ này anh em ghép lại thành một con 10 sao anh em. Tính đi tính lại nó cũng bằng anh em. Đó, nhưng mà được cái là chúng ta có thêm phá hủy diệt nữa anh em, khá là ngon. Đó, rồi 10 con nha. Up Billet lên Goma tiếp nha anh em. Hiện giờ thì để mình điểm danh cái Goma của ạc của mình luôn đi anh em. Yamato hiện giờ đang dẫn đầu với lại cái Goma gọi là gần cuối nha anh em. Chủ yếu là để lấy cái tóc thôi. Đây anh em, 379 tóc nè. Rồi, con thằng Lù này thì mới có dừng ở cái Goma 2 thôi anh em ơi. Goma 3 chưa lên ha. Yuta cũng vậy anh em, Yuta Goma này chưa lên. Ui, chưa có cộng cái điểm này luôn anh em. Đang tính bỏ Yuta ra để mà úp cái con Sanji hắc ẩn anh em. Nhưng mà Sanji hắc ẩn thì hiện giờ thì chưa có lên E5 á. Nên là bây giờ bỏ vô trong đội thì nó cũng hơi yếu. Rồi Lau Wano anh em chưa lên Goma 3 ha. Nami Wano thì cũng sẽ dừng ở cái Goma 1 thôi. Lên Goma 2 thì chưa luôn nha anh em. Nhưng mà vẫn sẽ ưu tiên con Billet hơn ha. Rồi ok, 10 con anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, úp, đang thiếu cái lon ta. Lon này thì chắc phải đi mua rồi anh em ơi. Đang thiếu 3 lon. Đang thiếu 3 lon nha anh em. Ok, để đi vô trong shop mua nha. Đây là lý do tại sao mà mình không có tập trung mình úp một con, mình phải úp đều đó anh em. Bởi vì khi mà anh em úp đều á thì chúng ta mới gọi là vào trong này anh em mua được nha anh em. Nó yêu cầu liền ấy. Ok, một lon. Này nó bán một lần 6 lon được nha anh em, chứ phải một lon đâu. Tốn 1 triệu mấy nè. Cái này là giá rẻ hơn, giá rẻ nhất anh em. 1 triệu 6 là lon 2. Mắc nhất là vẫn là lon 3 nha anh em, 2 triệu 2 nữa là mấy cái lon 3 hiện giờ đó. Nếu mà mình có mấy cái rương lon Goma đó mà mình có hiện giờ á thì chắc là mình sẽ để dành nó lấy cái lon 3 ha anh em. Đây lon số 3 đây. Đó. Tích vô lon số 3 nha anh em. Đó là lấy con lon số 3. Rồi ok, để vô cho con Billet lên luôn đi nè. Nói chung là rất là tốn kém anh em ơi, úp mấy cái Goma này lên rất là tốn kém luôn ha. Rồi vừa đủ luôn nha anh em. Cho em nó lên luôn đi nè.
Rồi ok. À, lên cái này thì chúng ta sẽ có một cái bị động cường hóa nữa, đó là mỗi khi bị sát thương bao gồm đánh thương bản thân sẽ tăng 20% máu tối đa nè anh em. Duy trì một lượt nè, nó sẽ giúp cái con Billet này nó trâu bò hơn anh em. Đó, và cũng như là xóa những cái hiệu ứng, cũng như là có cả hồi máu nữa ha. Rất là ngon. Ok, mình sẽ nâng đang có 7 triệu đúng không? 7 triệu. Bây giờ sẽ nâng cái này lên cho nó luôn đi anh em. Còn cái lon 2 thì để từ từ tính sau nha. Không biết là nó có cho thêm không. Trời ơi, tốn ghê chưa kìa. Ấy da da. Rồi, ok, đủ rồi anh em ơi. Má ơi, còn có 400 ngàn à. Vải chưởng anh em thấy không? Cái số đá này mình vừa đánh boss hàng tuần từ lúc mà mới chơi game tới giờ luôn nha anh em. Đánh boss nè. Rồi sau đó là vô trong này đổi đổi mấy cái nước mắt nữa anh em, mà cũng không đủ anh em. Em thấy không? Đâu rồi, nước mắt mình hay đổi ở trong shop cỏ bốn lá hả ta? Không phải. Shop cỏ bốn lá nó cũng có bán nữa nha anh em. Hồi tuần trước mình có đổi rồi ấy. Rồi bây giờ vô trong đánh boss đi anh em. Trời ơi, đổi mấy cái con food đâu mà bây giờ nó lên được tới 130 mấy cái điểm đánh boss rồi anh em. Lấy lại được thêm mấy cái thùng bia. Trời ơi, nó trả ly bia rồi. Nó trả cốc bia rồi. Đây, thùng bia, ngon. Cứ thùng bia mà vả cho trong mặt em đi anh ơi. Không có luôn. Đó, lên như thế là con Billet chúng ta là nó sẽ được một mớ chỉ số luôn nha anh em. Ây da. Rồi, được 6, ô, đang có 6 cái rương kim cương luôn nè. 4 đi. Rồi, mua rương food 2 đi nè, mà đang thiếu food á. Nên là mình sẽ ưu tiên cái rương food ha. Chứ không có chơi cái rương may mắn xanh xe ẩn nữa. Trong này toàn là mở ra mấy cái lõ không à anh em ơi. Nó cho toàn là mấy cái belly đồ với lại mảnh ra đại tặc không à. SS ngẫu nhiên đồ, L1, L2 còn không có nữa em, rất là khó luôn ấy. Qua bên này cầu ngay nhiều khi là nó cho thêm cái kim cương hơn em. Vô trong này mở ra thử coi. Mở rừng food trước đi em, hồi ngày hôm qua mở rừng kim cương rồi, ngày hôm nay mở rừng food nha. 10 sao, trời ơi, hai con lỏ rồi. Rồi, hy vọng là sẽ được một quả 50.000 kim cương. Ủa, phải không ta, đúng không? Có quả 50.000 mà đúng không? Đúng rồi, 10.000 cũng được, 20.000 cũng được. Trời ơi, ngon, yes. 5.000 kim cương cũng ngon nha anh em. Trời ơi, đã, được anh em. Đó, anh em thấy nhân phẩm chưa? 3.000 đá cường hóa nữa anh em. Trời, nó biết mình đang thiếu đá cường hóa hay sao nó cho 3.000. Rồi ok, ngày hôm nay thì cũng khá là ổn rồi đó. Mở rương boss may mắn đi. Ui cũng ngon nè, huy hiệu hạm đội nè. Sách nè. Được anh em, ngày hôm nay cũng khá là ổn. À, đang có thịt anh em ơi, xả thịt luôn nha. Đang có 140 thịt ở trong cái lễ hội One Beat nè. Thì mình sẽ xả ở giữa thì chúng ta sẽ có tỷ lệ có thêm cả nước mắt anh em. Ngon, 200.000 nước mắt ha. Với lại thùng bia, cái nào cũng cần hết anh em. Chắc chắn chúng ta sẽ được cốc bia ha. Còn xả bên này thì nói chung là quà bên này là để nâng hạm đội thôi anh em ơi, để nâng mấy cái thuyền thôi. Còn quà bên này thì ông nào mà mình, nhưng mà mình nghĩ là nâng ở giữa ngon hơn anh em. Ở giữa là quà ngon, lúc nào cũng ngon cả. Thử coi được nước mắt hay là được thùng bia. Thùng bia nha anh em, 10 thùng, ngon. Phát 70 nữa coi. Chắc đi được hai vòng anh em ha. Cốc bia, nước mắt, ok, 200.000 nước mắt cũng được anh em. Đây có 20 thịt, rồi ok nha. Từ đây cho tới hết event nén quán đi thêm một vòng nữa nè. Nói chung là cỡ chừng 50 thịt nữa là được. Coi coi, cái vé mé bên đây thì mình đã mua hết rồi. Bên này nhiều khi là mua thêm thùng quá nè. Chứ lại thịt nè. Cái gói này nói chung là cũng tạm được anh em. Nó có bán thùng như là bán thịt đó. Thì anh em đang thiếu thịt thì anh em có thể mua 10.000 kim cương. 10.000 kim cương nha anh em. Nói chung là cũng hơi thốn một tí. Rồi, ổn rồi đó. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lấy team anh em. Đi thử thách nha. Đó, nói chung là team bây giờ nó tạm tạm được thôi anh em ơi. Vẫn chưa đi BK mượt đâu. Muốn đi BK mượt thì chúng ta phải lấy con nào ta? Này đi. Muốn đi BK mượt thì chúng ta phải là lên Goma cao cao một tí anh em. Hiện giờ Goma mình nói chung nó cũng bình thường anh em ha. Cũng không có cao. Không cao cho lắm anh em. Trời, rắc hả? Đánh ở dưới đi ha anh em. Sanji hắc ẩn đâu ra ở đây. Yuta. Bỏ con rổ ra đi anh em. Chơi Yuta ha. Nhiều anh em đang là hồi đợt mình có nói đó là anh em tư vấn cho mình coi là cái team của mình hiện giờ là nên bỏ con nào ra. Thì nhiều anh em nói đó là bỏ Yuta ra được rồi đấy. Bởi vì hiện giờ thì em nó đang gọi là khá là nhiều gọi là con khắc chế anh em. Ví dụ như là con Billet nó cũng đánh được cả cái block dam của Yuta nha anh em. Được luôn nha chứ không phải là không nha anh em. Đó. Ôi quên coi dam con Billet hồi nãy nó đấm rồi anh em ơi. Ôi tăng 100 tóc, 2 lượt đầu thì ối rồi tụi mày rồi. Né né quỷ sắc ra anh em ơi, nó gọi là phản đam đau lắm. Rắc nữa nè, rắc là còn bà chị nữa, bên này cũng có rắc nữa nè anh em. Vải trưởng nhá.
khó chịu. Khó chịu anh em, bỏ hai con này ra đi, hy sinh bớt một con đi anh em. Rồi, hy sinh con rỗ đi anh em, hy sinh con rỗ ha. Bởi vì dù sao thì con rắc này thì nó cũng là khoản đam chết thằng rỗ của mình. Coi coi rỗ nó có hồi sinh không? Không có luôn anh em ơi. Ủa, rỗ không chết luôn kìa anh em, ngon. Rỗ này nó có hút máu anh em, nên là có thể là kháng được những cái phản đam của con rắc nha anh em, ngon đó nha. Được, 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 được. Chí mạng, đây, chọn cái này đi, trời ơi. Support mà nó cho chí mạng anh em, khổ thực sự luôn á. Rồi, chọn thêm tướng đi ha anh em. Rồi, đề phòng là bất chắc rồi là tim bị hẹo á. Chúng ta chọn thêm, chưa có con nào chết nên là cũng không cần hồi sinh ha anh em. Pha hồi nãy là tưởng có đứa chết rồi đó chứ. Đây, đây mới là team meta đè má ơi, con bớt ghi E5 luôn nè. Không sao, chúng ta đã có những con tướng gọi là Billet được cái thứ rồi. Ok, đây là cái cơ hội để con Billet của mình là thể hiện nha nè. Sashi hát ẩn thì tuần này mình chưa up nha nè, chưa up. Nếu mà up thì chắc cũng là phải chừa lại một copy để mà còn làm cái thông thạo á nè. Má ơi, nó hồi sinh nữa kìa. Khó chịu, thôi rồi, thôi xong tôi rồi. Một đấm nè, hồi gì bất tử hộ cái con Billet này đấm xuyên cả bất tử luôn nha anh em. Cái thông tin này thì anh em cũng đã khá là rành rồi ha. Chết tôi rồi, Billet. Ui, má ơi con Billet mình hẹo luôn rồi. Không thể nào. Ôi man. Ôi trời ơi, rồi xong rồi anh em ơi. Chiến này phải xài lại mấy cái con tướng cũ rồi. Mấy con tướng được chọn rồi. Đó nè, má ơi nó block dam kìa. Một dam không à. Này thì bớt ghi E5 má rồi block dam nữa kìa. Rồi, team mình đang rất là hùng mạnh luôn anh em, mà bây giờ nó hẹo hết ba nó rồi. Ây da, còn Nami Wano rồi trời. Đã vậy mà còn xỉa con Nami Wano nữa anh em. Ây da, đây anh em. Rồi, ơi chúng ta đánh dam cao ghê chứ bộ ha. Nhưng mà gặp cái team khủng quá anh em ơi. Nó đánh cho SML hết luôn rồi. Tấn công tăng thêm 2, gì? Tấn công tăng thêm 20% sát thương đi ha. Rồi, ôi rồi, xong tôi rồi anh em ơi. Khổ rồi. Tiếng này còn đúng mỗi rồi thằng lù anh nô. Ây da. Đây, kệ anh em ơi. Còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu nè. Sẵn đây bỏ thêm Sanji hát ẩn vô đánh luôn cho nó vui nè. Ok. Ây da, team muốn chết muốn sạch hết luôn anh em. Còn đúng một đứa. Vãi chữ, ôi ôi. Mình nhớ mình có cái búp. Mình nhớ mình có cái búp gọi là tăng 100 tóc lúc đầu anh em, mà vẫn bị gọi là con Kaido nó kẹt cái tên đầu, khó chịu thật sự ấy. Coi quả này con Sanji ở mình đá được bao nhiêu nha anh em, được bao nhiêu đam đó. Bắn khá là đau rồi nè. Ráng cố gắng lựa mấy cái team Ameta mà nó đánh nó còn muốn không lại. Bị dính cái quả block dam của Kaido anh em, nên là đánh không có dam anh em. Đâu rồi, trời ơi Sanji dam có chút xíu à. Đúng 10 sao có khác anh em ơi. Ok, lựa tướng, ui khắc hệ này ngon nè. Lựa thêm một con tướng nữa đi anh em, rắc đi, rắc này tăng cơ được nè. Một cục máu đi, chắc chắn điều đó rồi. Team mình nó đang rớt máu nhiều lắm. Đánh team sau này ha anh em, bởi vì đằng sau của nó cũng có cục máu á. Nên là chúng ta đánh đằng sau đi cho chắc cú. Má ơi, tóc nó cao ghê chưa kìa anh em, cái kèo này quải chè rồi. Ngon. Rổ chém vẫn khá là đau nha anh em. Bên kia có con kinh trâu bò dữ vậy ta. Mày xạo. Ôi, Sanji nó tóc nó thấp quá anh em, nên là khi nó nổ xong rồi á thì tướng người ta chết hết rồi. Có khi mà nó nổ xong rồi tướng chết hết rồi, nên là không có gọi là rút cái đốt của nó nè. Nên là cái đam của nó bé tẹo à. Cái con lên gơ ma, mình phải lên Goma đều anh em. Cái con lên Goma thứ hai á thì chắc là sẽ là ưu tiên con Nami Wano.
À, rồi sau đó thì sẽ là con sau đó là sẽ là con Yuta này, Yuta. Con Yuta sau này anh em có thể tách cái Gurma ra để mà anh em nâng cho con Sasuke ẩn anh em. Nếu mà anh em lên được E5. Cái điều đó là điều tất nhiên rồi anh em. Giảm thủ cái địch đi ngon. Chà, có lượm được là cái hồi sinh rồi nè, không biết ai sẽ là được người được hồi sinh đây. Ý trời ơi, lâu con nào hồi sinh cũng được hết anh em. Con nào hồi vào hồi sinh cũng được hết, Lawano đúng không? Cho thằng quỷ này lên đi. Ok. Lawano vô thì tăng cái khả năng thắng của team mình cao hơn một tí anh em. Nhiều tí luôn chứ một tí gì má ơi, con bích ghi bên kia nó hồi máu ghê quá. Block dam nữa chứ anh em. Khó chịu, nói chung một con bích ghi là một con tướng rất là khó chịu ha anh em. Cầm giáp ảo cho team nữa. Mà cái con Billet của mình lên Gurma các thứ rồi mà vẫn bị sốc đam chết rồi anh em. Cay đắng thực sự ấy. Trời ơi, mình thấy có đứa chết rồi anh em. Hai đứa chết rồi, sổ chết nè. Rồi Bitmom chết nè. Kế bên là con gì anh em nhờ? Hẹo luôn rồi. Trời ơi, hồi sinh. Má ơi. Thôi xong rồi anh em ơi, kèo này gãy rồi. Một mình đá một cái thằng lù bay màu anh em. Phê. Đây, kèo này là một kèo gọi là khó đây anh em ơi. Một mình nó đánh sợ lại bất kỳ đây không biết. Rút kìa. Trời ơi, ok, ngưng tại đây anh em ơi, đánh không lại rồi. Không, nhưng mà mình phải lấy cái quà này anh em, phải lấy cái quà này. Một mình con bất kỳ thì làm sao làm được cái gì đúng không anh em? Trời. Lấy mấy con tướng phụ của mình vẫn còn anh em, đánh chết con bất ghi là ok. Đáng cố gắng lia xong bên này để cái này để chúng ta lấy một. Ôi. Thua. Đánh kiểu này thua rồi anh em ơi, thua rồi. Hay da, mã ơi nó hồi máu kìa. Trời ơi á. Nguyên một đám E5 đánh không lại luôn anh em. Vậy là chúng ta phải từ bỏ cái trái cái quỷ này rồi anh em ơi. Hay da, tức thực sự ạ. Rồi ok, đây cái thử thách xong rồi, bây giờ qua bên leo đầu đi ha anh em. Bữa giờ mình không có leo á, cũng như là đang bị kẹt á anh em. Cũng như là muốn thử sức mạnh của con Billet của mình khi mà lên Gurma 2 thì như thế nào anh em ha. Chơi thử nha. Cái gì vậy? What the hell? Má ơi, nó vô nó tán cái Billet bay màu luôn nào, không hay luôn anh em ơi. Không sao, dù sao đây cũng là một cái thủ khó mà anh em. Thủ này khá là khó nha. Trời ơi, kéo được nửa cây máu tụi nó à. Không xong rồi, bây giờ đợi một đợt rút máu nữa thôi nè. Ủa thằng lâu của mình còn sống không ta? Thấy nó đứt im re luôn anh em ơi. Ồ nó chết queo rồi, lâu mình chết rồi nha anh em. Ây da, khó ghê chưa kìa. Ui. Chúng ta với lại thằng lâu gánh không nổi anh em. Billet chết ngay lập tức pha đó luôn anh em ơi. Một quả đánh thường chịu không nổi. À không ai phải chết đó nè. Rồi pha này Billet được chơi game rồi nè. Mừng quá. Đúng rồi, Billet đấm đi anh ơi. Này thì ui. Không nhít máu luôn, vải trưởng nhờ. Ủa này nó trâu vải ò luôn á anh em. Không ai phải chết hết nha, ngon. Billet mình nó gọi là ui, nó hồi máu kìa ghê vải. Để tí coi đam nha anh em. Rồi, pha này qua rồi anh em ơi. Ngon 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 ngon. Billet hẹo rồi. Và team mình đã được búp bức tử đến từ vị trí của Lawano nha anh em. Một chồng nữa là win nè. Ok. Ui, còn hồi sinh. Phải, bên kia có Bitmom anh em. Ai da, chết tôi rồi. Không xong rồi Đại Dương ơi. Một mình thằng lù pha này có thể cân được đó nha anh em. Còn bên kia còn mỗi mình có Raizo thôi. Hơi to này mình nhớ mình tắt rồi mà ta. Pha này không win là hơi uổng đây. Tí hồi nữa chúng ta sẽ cùng coi đam luôn nha anh em. Má ơi con Raizo này nó có cái giáp ảo là dày quá anh em ơi. 13 lượt cố lên, 14 lượt. Không giết được cái con Raizo này là 15 lượt là hết lượt luôn nha anh em. Không qua nổi đâu đây, rồi thôi xong luôn. Hay da. Đây anh em ơi coi đam nè, Billet nó gây đam nhỏ dữ vậy ta. Chắc phải lên thêm Gurma cho nó rồi anh em ơi. Con này mới Gurma 2 mà đấm là
thấy nói chung là cũng hơi thất vọng tí anh em ơi. Thôi Yamato hẹo luôn rồi. Hay là mình lên rồi là chưa có bảo vật xịn là lên chưa tới cho em nó nè. Thôi pha này đấm rồi anh em, nói chung là cũng tạm được. Nhưng mà em nó khó được chơi game quá ta. Tuy là một con tướng đấu sĩ nhưng mà nó gọi là khá là dễ hẹo anh em. Máu của con Billet của mình nó rơi vào khoảng là 36 triệu anh em, 36 triệu máu đấy. Không nhưng mà cũng không chắc được anh em, ở trong này tụi nó trâu quá. Thằng lù mình còn sống không vậy? Hai con kia. Đúng rồi, yes. Kèo này là có Yuta còn sống thì tụi mày hẹo đi. Má ơi thằng lù trắng cái máu luôn kìa anh em. Có Yuta còn sống thì con kèo này có thể win đấy anh em. Nó choáng liên tục luôn kìa. Ủa thằng lùn nó block dam kìa anh em, phê thật sự à. Ok, yes. Lấy được thêm rồi là đá cường hóa nữa nha anh em. Ở bên này nó cho đá cường hóa nữa khá là ngon. Rồi đánh tiếp nha. Đó, nói chung là đánh, nói chung là có con Billet vô thì nói chung cũng tạm được thôi anh em ơi. Ui có bà chị kìa. Billet nó bị loạn luôn rồi. Đúng rồi. Đã hết loạn thử coi sao anh em ơi. Ta đánh ổn ghê luôn á chứ mà bỏ em nó ra tiếc ghê, không lẽ giờ mới build con Billet lên Billet lên E5 rồi dùng con Billet ra chơi con Sanji hắc ẩn. Ủa cái pha nó đấm cũng ok ghê chứ bộ kìa, không lẽ bây giờ cho con Billet này chơi sát thương chí mạng, chí mạng sát thương chí mạng giống y chang như là con Bisky anh em nhờ. Đó bắt đầu thấy nó trâu trâu rồi đó anh em, pha này em nó là hồi máu ổn nè, đó bắt đầu thể hiện rồi đấy anh em. Này đam đâu có, ủa đam bé thế nhờ, 200 mấy triệu người ta đam rồi là tỷ tỷ không nè anh em. Má ơi con Yamato đam nè, chắc cái này là chưa có được thằng lù búp cái nộ hỏa anh em, chắc là chưa được búp nộ hỏa nên là đam nó không có được ảo cho lắm. Thằng lù nó chỉ búp cho mấy con rồi là carry thôi, khá là ngon. Ủa ơi má ơi bị bắn một cái hẹo luôn ạ. Má ơi 36 triệu máu nó bắn một cái đi tông luôn. Ngon, pha này búp hồi sinh được 4 con anh em. Ủa bất tử chứ. Ủa nhưng mà bất tử đâu mau hết vậy. Hay da, pha này hẹo anh em, gãy rồi, pha này gãy rồi. Đây tầng 1051 nha anh em, khá là khó, mấy tầng cao này khó lắm anh em. Julep này có bất tử nè, đóng băng hết đi. Ủa chừa lại 2 con nữa chứ. Răm. Hay da, Billet đấm cảm thấy không thấm luôn anh em. Chắc do mấy con quỷ ở bên kia máu nó trâu quá. Lù Wano của mình đi bụi trước đó rồi ha anh em. Ây da, cơ bản mấy quỷ ở trong này anh em, tụi nó là mạnh lắm nha. Ôi ôi á, vẫn là sẽ là đam cao nhất là vẫn sẽ là thuộc về Yuta nè. Ok để mình bấm bỏ qua đi anh em ha, còn 6 lượt nữa. Ấy win kìa. Trời ơi. Win này chắc là win hên đấy anh em. Win liên tục luôn, ngon. Đó, đang thiếu đá là đá tím để mà đổi food mà quét kiểu này ngon ghê anh em ơi. Ý trời ơi, mỗi lần là 1930. 1930 là cái đá tím luôn á anh em. 1950 rồi nè, càng lên nó càng tăng ha. 960. Rồi pha này thua nè anh em, lâu lâu phải gãy trận chứ anh em nhờ. Ỏ win trời phê được. Ỏ cứ win liên tục như vậy là ngon anh em, tí hồi nó ra đổi thêm một con food 10 sao nữa. Ấy lên 2000 đi kìa, thua. Đắc Kaido tóc cao quá nè. Rồi trận này để coi coi tại sao thua nha anh em, đánh luôn cho anh em xem. Cái kèo này chắc khó rồi nè. Đúng rồi anh em, má ơi con Kaido nó nổ. Ui ui. Con Kaido, à cái kèo này bỏ bà chị vô chị được Kaido anh em. Kèo này bỏ bà chị vô chị được Kaido. Để mình mua thử một trận nha. Mình sẽ bỏ con Billet ra đi, bỏ bà chị vô nha anh em. Bởi vì bà chị nó có loạn đó anh em, thì nó loạn được con Kaido thì Kaido thì sẽ không có. À bị câm lặng cũng được nè. Kaido vừa bị câm lặng mà vừa bị loạn á thì nó sẽ không có khè được cái pha đầu anh em. Con Kaido nó mà nộ được là chúng ta là gãy liền ngay lập tức anh em. Chạy không chạy được đường nào nữa.
Bà chị chết sớm anh em, để vô thí mạng. Bà chị để bà chị vô thí mạng mà. Lù mình vẫn còn hồi sinh nha anh em. Lâu của mình thì đang còn bất tử. Wow. Má ơi, bên kia đứa nào đốt đâu vậy ta? Rồi xong. Trời ơi, may quá quả hồi sinh. Mày đánh đi. Block đam. Ai rồi rồi rồi. Ui nội tại không hiện luôn. Ui rút độc pha đó ngon ghê chưa kìa anh em. Ây da. Bỏ bà chị vô mà ai về đâu cái con Kaido nó bị câm lặng. Đây để thử coi loạn được Kaido hay không nha anh em. Không loạn được anh em, không loạn là gãy liền. Không loạn được Kaido là gãy liền anh em. Mình để mình coi coi cái pha nào là loạn được con Kaido mới ngon. Không loạn được, loạn chút Sengoku. Kỳ vậy ta. Nữa. Má ơi, cứ để con Kaido nó chơi game được là gãy liền nha anh em. Để mình coi mình loạn được Kaido hay không. Đây, fan loạn được Kaido nè. Búp hồi sinh cũng ok ghê luôn chứ. Đó anh em thấy không, loạn được con Kaido là nó không nộ được là team chúng ta có tỷ lệ thắng cao hơn ha anh em. Rồi, kèo này thì để thằng Lù Wano là búp nộ hỏa cho team là càng nhiều càng tốt nha. Chà ơi, bên kia nó dính CC khá là nhiều anh em. Bây giờ là tranh thủ dồn đam đi. Tranh thủ dồn đam tụi nó nha anh em. Kèo này tỷ lệ win của mình cao lắm nè. Còn gãy nữa thì không biết là tới bao lâu rồi mới qua được anh em. Ui chết tôi rồi. Cố lên, kéo một tên nữa thôi rồi xong. Không nổi anh em ơi. Trời ơi, chúng ta 3 tỷ đam. Đúng là đam của thằng Lù nó búp đã ảo thực sự. Rồi thôi, cái này để từ từ đánh sau anh em ơi. Rồi thì đó là cái video cuối tuần ngày hôm nay ha. Nói chung là nhân phẩm này cũng khá là ok à, đánh được gom được một mớ gọi là cái đá tím anh em ơi, để đổi với con Food nè. Không biết có đủ hay không nữa, để xuống coi thử coi à, đổi lính chì nè anh em. Đổi con cuối cùng luôn. Trời ơi, dư. Dư luôn anh em, phê thực sự. Kéo xuống nha anh em, mới có mấy con Food cùi cùi. Rồi ổn nha, ổn nha. Được đấy. Đủ chưa ta? 36 con lận anh em. Khi nào mà bấm hết được thì chúng ta ngừng rồi. Ok. Đó, trời ơi, đổ mấy con Food này ngon anh em. Rồi xong hết Food luôn ha. Quá tuyệt vời. Rồi ok anh em, thì đó là video ngày hôm nay. Thấy hay hãy cho một like dõi kênh nha anh em. Khi nào mà có những cái mẹo mới về là cây ạt nông dân rồi đó anh em, và cũng như là có code đó thì mình sẽ share trên kênh, em nhớ theo dõi kênh nha. Ok, cảm ơn rất nhiều.